Ở đây các bạn nào thèm ăn gỏi bắp chuối không nè Cũng lâu lắm rồi Hoa mới được ăn lại cái món này đó Bình thường đi chợ hiếm khi mà Hoa thấy người ta bán cái bắp chuối tươi này lắm Sẵn tiện bữa nay mẹ Hoa vừa mới hái ở ngoài vườn vô một cái bắp chuối non Nên là Hoa quyết định làm món gỏi chuối tôm thịt Hoa sẽ dùng cái dao bào để bào cho nó dễ nè Mọi người nhớ cho thêm một chút xíu muối với một lát chanh vô cái nước ngâm của mình Để cái bắp chuối của mình nó không có bị thâm đen nha Bắp chuối hoa bào xong rồi nè trắng tươi luôn đó mọi người Hoa bào thêm một củ cà rốt này xíu trộn chung với bắp chuối cho nó có màu sắc nè Tiếp đó thì Hoa sẽ đi luộc thịt Làm gỏi thì mọi người nhớ là dùng thịt ba chỉ cho nó ngon nha Hoa tận dụng cái nước luộc thịt đó để luộc tôm luôn Bây giờ thì Hoa sẽ đi pha nước mắm để trộn gõ hoa dùng khoảng 6 muỗng nước mắm 4 muỗng đường cho thêm hai muỗng nước cốt chanh và tỏi ớt băm nữa mọi người nhớ nếm lại cho nó phù hợp với khẩu vị của mình nha tất cả các nguyên liệu để trộn gỏi thì hoa đã chuẩn bị xong hết rồi bây giờ thì mình sẽ cùng nhau trộn gỏi nha và sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào một cái thau sau đó thì rưới nước mắm lên từ từ rồi trộn trong lúc trộn gỏi thì mọi người nhớ nhẹ tay thôi nha không thôi là các nguyên liệu của mình nó sẽ bị nát hết đó tiếp đó thì hoa sẽ cắt vô đây thêm một ít rau thơm cho thêm hành phi và thật là nhiều đậu phộng nữa nè trộn đều tất cả các nguyên liệu thêm một lần nữa vậy là đã xong cái món gỏi bắp chuối tôm thịt rồi đó mọi người bây giờ thì mình sẽ dọn ra và ăn thôi mọi người nhớ rắc lên trên thêm một ít hành phi và một đậu phộng cho thơm nữa nha và còn màu tiếp thêm một cái bông hoa ớt cho đẹp nữa nè món này thì mình sẽ ăn chung với bánh phồng rất là ngon luôn đó mọi người hoa rất là thích ăn gỏi luôn nên là mỗi lần mà đi ăn nhà hàng thì cái món khai vị đầu tiên hoa chọn sẽ là gỏi nếu mà nhà mọi người cũng có sẵn cái bắp chuối thì mọi người làm thử món này ăn nha